Bây giờ là hơn 7 giờ, ba anh em tôi bắt đầu chuẩn bị đồ để lên đường đây. Cái team buổi sáng hôm nay là sẽ khám phá khu vườn quốc gia Xuân Thủy. Sáng nay mấy anh em sẽ đi đánh cá đục, cá bống đục. Đây đồ thì anh em chuẩn bị rồi, cần mềm lắm. UL và UL. Thời tiết thì hôm nay sáng sương mù dày đặc luôn. Thông thường ở ngoài kia mà cứ đánh chép, đi câu lục đánh chép vào buổi sáng sương mù này, hôm ấy nắng to. Mấy nắng ấm thì đánh chép rất là phê. Em ơi, em ơi, cho anh mấy nát ớt tươi. Thôi, mời anh em ăn sáng đi. Cái này là bún cá rô đồng, cái trứng cá này. Lâu lắm mới thấy cái bún nó ngon như này. Tí nữa này mà thích phải. Không có sông lão sống nhỉ? Có chứ đấy. Đâu, à, không, giờ là đi mua mồi. Đây là con tôm. Con tôm để câu. Cá cháp này. Đấy câu cá đấy về mà. Đây bống đục đây đúng không? Đây bống là con bống đục con. Đấy con cá cháp này. Cá cháp cá đủ. Vâng ạ. Đây bà cứ đi đi ạ. Bốc cho cái tôm này cũng 5.000 đúng không? 10.000. Đây có 5.000, có hàng cái này này. Bốc cho cái này nào bao nhiêu tiền rồi? 25.000 rồi đúng không? Bốc cho 25.000 cái này nữa. Chia cái này ra làm 3 túi. Cái này à? Vâng, chia ra để đi câu mà, chứ không phải là đi ăn đâu. Bây giờ đang đi mua mồi, mua con này để câu con này. Cái này là tắp đen, nếu mà mua được câu được không, không vàng. Không phải trình bày. Đấy, thì đang bảo nếu mà câu được tắp vàng thì nó đắt đấy, tắp vâng, đen. Tắp vàng đắt hơn à? Tắp vàng nó đắt hơn. Đây con to. Cái đỏ. Rồi ok đây. Không, cái này cho làm 2 túi thôi. Xong rồi cho tổng thể vào một cái túi thôi em cả. Mua nhiều thế. Chuẩn bị nước uống với lại cái đồ lặt vặt. Đây mồi câu đây. Ba con vịt. Này là tôm. Tôm vừa mua ở chợ là mồi câu cá cháp với lại cá bống đục. Lình kỉnh phết đi nhỉ. Cá hành tỏi. Rau thơm. Sau khi di chuyển khoảng 20 cây nữa từ cái tiệm đồ câu Khang thì nhà bọn tôi đã có mặt ở tại đầm nước mặn rồi. Đây là khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy. Khu vực này được bảo tồn nên là anh em bọn tôi đến đây không có đi săn bắt động vật hoang dã, chỉ cả là mục tiêu đến đây đi câu thôi. Hôm nay là đi câu cá bống đục, mà vì câu thì cá lớn ấy thì nó phải căn vào thời tiết và con nước. Nhưng với thời tiết có nước như hôm nay thì theo kinh nghiệm của anh em ở Nam Định ấy, thì chỉ có đi câu cá bống đục thôi. Chào lớp cho anh em, chào tất cả các bạn. Hiện giờ thì tôi đang có mặt ở vườn quốc gia Xuân Thủy. Đây là vùng đệm bên ngoài. Khu vực phía bên ngoài này thì bà con người ta thả tôm cua nuôi quảng canh. Thế còn lùi sâu trong kia là vùng lõi thì bọn tôi chưa vào trong vùng đấy. Hôm nay anh em là đi trải nghiệm một buổi câu cá bống đục cùng với lại Khang và bác Khương, bố của Khang. Vậy mời anh em cùng trải nghiệm với anh em chú cháu chúng tôi một chuyến đi câu cá bống đục để xem cái cách câu cá bống đục ở Nam Định nó khác với lại cái cách câu bống đục mà bọn tôi đã từng câu. Ví dụ như trong Quảng Bình thì bọn tôi câu bằng cái cần tay, câu ở cửa sông Nhật Lệ. Nhưng mà ở đây thì câu hoàn toàn khác, câu ngay bằng cái cần lua này. Nhưng mà cái cần mềm thôi, cần L hoặc là UL. Nên mỗi nơi có một cách câu khác. Hôm nay mời anh em cùng trải nghiệm một chuyến câu cá bống đục bằng cái cần lua xem thế nào nhé. Đây những cái đầm bà con ta nuôi tôm này. Giờ nước chiều đang rút, nước chảy ra ngoài. Phía đằng này anh có cá không? Phía bên ngoài có cá không? Đấy, cá tôm ngoài nó cứ theo nước biển nó vào đây đúng không? Biển nước đây nó tràn vào đây. Vâng. Nó quay nó nấn ra đây, quay để quay đây ra đây. Vâng. Lấn dần ra biển. Nấn dần lấn vào. Nó quay vào để nó làm hải sản mà. Ở đây có cả cá thu không? Cá thu có, cá vượt có. Vâng. Có hết cá thì không.
Khang thì chơi đồ mini thôi, chốc nữa là đánh cá đục nên là cái đồ của Khang đang làm. Khang chơi bé lắm, chơi rất nhỏ. Đây, nhỏ lắm các bạn ạ. Nhà chế bộ thẻo công đục nha. Bạn nào mà chưa biết buộc thẻo ấy thì cũng tham khảo. Khá là dễ buộc thôi. Lấn xoắn dây lại đấy, mình làm khi mình vo xong mình xoắn lại. Đấy, mình dắt và mình làm nó chậm một tí. Lẽ ra là mình phải dùng mồm cắn ở đây các bạn ạ, nhưng mà dùng mồm cắn thì nhìn nó mất thẩm mỹ. Đấy, mình chỉnh lại cho hai đường dây nó đều nha. Cái ưu điểm của cái thẻo có bóng đục này nó khá là nhiều tác dụng. Nó không bị xoắn cước này, không bị vướng này, không bị xoắn cước vào nhau, không xoắn cước. Đấy, thẻo này mình làm mấy lưỡi? Tùy theo anh, cái thẻo này các bạn này thích 2 lưỡi, 3 lưỡi đều được nha. Nhưng mà thường thường câu 2 lưỡi thôi. Với 3 lưỡi thì cũng nâu nâu mới được 3 con, chứ 2 con là được thường xuyên đấy. Khoảng cách cái này tầm trên 20 xăm phân này, nó ổn hơn này. Đấy, làm 2 lưỡi đúng không? 2 lưỡi. Cái này thì mình phải chơi chỉ ở dưới. Chỉ ở dưới, mình làm nhiều lưỡi thì cái này nó chỉ ở bên dưới. Thì mình khi mình ném ấy thì không bao giờ mồi nó bị vướng hay là lưỡi nó bị quẩn. Chì chì nặng chì to thế cơ. Chì này thì mình ném xa thì chì tầm 10 đến 15 gram. Như chì mình đang dùng đây là 13 gram. Đấy, cái khoảng cách như thế này thì nó ít mắc. Khi mình ném xuống thì cái lưỡi nó nằm ở trên, nó ít bị cái hiện tượng mắc. Thẻo này các bạn nên làm bằng dây carbon thì nó sẽ cái độ cứng của nó cao, nó sẽ ít rối. Khi con cá nó nuốt hoặc là nó vướng nó mắc đứt thì mình thay lưỡi thì không phải thay đường trục. Tóm lưỡi vào cái đoạn này. Rồi, tóm lưỡi vào mình cắt tầm 5-7 phân, tí mình tóm lưỡi vào nữa là vừa. Đầu này mình buộc cái số 8 hoặc nóng khi mình thắt nút vào cũng được để mình gài vào dây trục. Nhưng bởi vì anh em mình dùng luôn cần lua để mình câu bóng đục luôn thì mình làm cái số 8 này để tí mình mắc cái khóa lua vào, mình đánh luôn thì nó tiện dụng. Lưỡi thì tùy các cụ thích câu cái loại nào câu, như mình thì thường thường đánh từ 0.8 cho đến số 1 là đánh là ok rồi. Cái dây này thì mình buộc tầm 2-3 phân thôi. Ngắn thế rồi. Đúng rồi, để mình câu nó đỡ bị rối. À đúng rồi, nó cứng nó đỡ rối. Cứng quá thì con bóng đục nó nhát. Cái dây tử này thì các cụ cho tầm số 3. Đấy anh em nhìn cái bộ thẻo, thì loáng cái là Khang đã xét được cái bộ thẻo câu bóng đục. Đây chỉ đây, lưỡi đây, thẻo của Khang làm là 2 lưỡi. Đấy, bây giờ Khang với lại Nguyên thì câu bóng đục. Đây. Mình mắc dây trục vào đây, hai cái lưỡi, cái chỉ nó ở dưới, khi đường câu nó như thế này. Đấy, đường câu nó như thế này, dây chéo chéo như thì mình rê như thế này. Con ăn dưới đáy của mình cũng đấy câu chết, được, con ở chết, trên cũng câu được. Cái chỉ ở dưới thì khi mình ném nó không bị quẩn. Đúng. Nhiều bạn thì làm chỉ ở trên này, nhưng trên này khi ném ấy thì cái đường câu của mình nó sẽ bị vắt ngược. Lưỡi nó vắt ngược vào nó sẽ vướng. Đấy, cái chỉ đáy, chỉ dưới đáy. Đây là bộ thẻo hai lưỡi. Các bạn là bạn nào chưa biết tham khảo chắc chắn là nhiều bạn biết rồi. Đây là một cái thẻo câu bóng đục. Đây, bỏ chỗ này cho anh em nhìn cho dễ này. Đấy, cái chì ở dưới này, trên khoảng tầm 15 phân là một cái lưỡi. Một thẻo ra lưỡi, một cái lưỡi này. Đây một lưỡi nữa này. Đấy. Đây, Nguyên với Khang, hai anh em đang đánh bóng đục. Đây cái mồi tôm lúc nãy mua đấy. Nước chỗ này sâu không? Chỗ này thì tầm khoảng hơn 3 mét. Anh đánh bóng đục đi. Có cá rồi, có cá rồi anh em nhá. Nguyên đang lên con bóng đục đầu tiên. Nguyên lên cá không ạ? Con bóng đục đầu tiên. Ô bóng đục đây to nhỉ? Đây là con bóng đục con thứ hai luôn này. Đây các bạn nha. Ồ. Phê nhỉ? Cá bóng đục ở đây khá to nha này. Cá khá to luôn. Con này định ăn cả chì luôn này. Đấy rơi rồi. Cá đây cá đây to thật. Ở Quảng Bình mình câu chỉ bằng ngón tay cái thôi, nhưng mà đây con này to thế. Chưa to lắm đâu, tí nó còn to nữa. Rồi, hai con. Hai.
Chả hiểu sao nó ăn nó xoắn được như thế này đấy. Con của Khang thì gọi con của Nguyên bằng bằng bố. Bố cho nó giảm bớt đi. Mẹ là con ông nội đây. Con của Nguyên thì to, con Nguyên to nha. Bố lục to lắm. Ngon. Hai phát đầu tiên là hai con rồi. Cờ bằng con tôm bóc vỏ. Lấy cái lõn của con tôm. Đổ lên ba cống mà nó đi thở. Lại lên tiếp, lên liên tục luôn. Nhiều không? Đây được con cua vườn quốc gia. Ôi cua ngon nhỉ. Ôi ôi, cắp thế nhỉ. Đấy vừa đổ lưới đấy hả? À, không có gì, ban ngày không có gì đâu. À, ban ngày nó không có gì. Thế cá này cá gì? Cá này biết ăn là thì ngon. Cá nó nạc, nguộc lên xong rồi bóc cái thịt. Xong rồi nấu hoa chuối đây, ngon lắm. Cá này là cá gì? Cá này cá lá táo. Cá lá táo. Còn cá này mới là cá ngon này. Ăn không ai biết nhưng mà cá này mới là ngon này. Đấy, rang khô. Ăn là không có tí xương nào đây. Mày vậy, đấy, cá đấy nó nhiều cơ. Thì ngon lắm. Ban ngày không có, ban đêm cơ. Ban đêm mới có. Nhưng con này để làm mồi câu được cái nhỉ? Câu cá cháp được cái nhỉ? Không, nó ngoan không? Ngoan ạ. Chỉ tôm. À thế ạ. Táp chỉ tôm. Cái này ông thử câu bao giờ chưa? Không, không câu. À. Cá tư tôm này. Tôi lấy tôm, ngâm đi người táp, ngâm nó ăn đấy mà. Yeah. Ngâm bằng tôm. Bằng tôm này, ngâm nó ăn mà. Cua này to nhỉ? Đối thủ nó thắng lại được anh. Chỉ hit cho 3 đường cơ bản là đối thủ đã bị gục tại chỗ. Ngày chưa cho nó nằm co thì thua nhất luôn. Thì có cô lên 3 con. Bây giờ đông nó tác nằm co bây giờ là hết rồi chứ còn bây giờ nằm co nó giỏi lắm. Thoát chừng. Thời gian nằm co nằm gió nhưng mà người nó được như thế này. Đâu con ấy 40 cân. Cô hoàng dã 100% luôn. Đây anh em câu được 1, 2, 3, 6 con bống đục rồi thì bị con cá này nó vào nó phá này. Cái ném chì xuống chỉ cần để cước nó căng gài vào chống cần cũng được. Thì là ngọn cần giật thì nhấc. Tí tập câu 2 con khác lệ là con trợ lý. Khang lại lên bống đục tiếp này. Tôm cho ông nào không có. Ngon lắm. Tươi dễ đành đạch. Không phải quay liên tục đâu. Chỉ để căng dây thôi. Vâng, đấy. Lại dính luôn à? Vâng, đó rồi. Căng câu lên liên tục. Đấy. Tiếp còn nữa. Cái này giờ trúng đạn rồi đây. Ném xuống là ăn. Vâng, ném xuống là ăn đấy. Cá ăn liên tục. Trúng đàn rồi đây. Để bóng đục nó ăn trong tầm gần trong rồi. Ngay đây. Đấy. Ôi bong rồi. Mất rồi. Mất. Trượt. Con này bắt lại. Trượt các bạn ạ. Con này câu hơi vất vả tí nó phải bóc mồi. Mồi tôm. Bóng lõn ra thì mình câu nó sẽ hiệu quả hơn. Cái miệng con bóng lục nó bé. Nó nhỏ. Đấy. Bóng lõn ra là mình sửa, những cái mồi này mình sửa lại này. Nhỏ này này mình sửa lại, mình câu thôi. Mồi này thì mình cho nó hơi nhỏ tí. Thưa một mồi. Bắt. Móm lại vào khóa nhé. Nhanh thật. Ngay đây. Ông dính nha. Không có cá này. Đấy. Có cá này. Con gì? Con này to phết đấy. Con này to đấy. Ui con bóng to. Ui con bóng to nhỉ. Bóng to đấy nè. Bóng to. Bóng to lung luôn. Bóng này. Ui con này to thật. Móc nhầm quả chuối ạ. Móc quả chuối cái gì vậy? Bóng lục voi. Bóng lục to thế. Móm phá rồi. Con này to nhất, con này đại ca. Trứng không đi nhá.
con của Nguyên với lại của Khang đấy, gọi con bốn của ông bằng cụ. Đúng là to nhất. To nhất. Bắt con to hơn. Bóng nó phải chừng 13 con một cân. Mình công nhận là cái bóng ở đây to thật. Bóng đục đây rất to. Con này cỡ phải được được một lạng. To thế. Đây cá bống đục. Bống đục trong vườn quốc gia Xuân Thủy. Cá rất là to. Con này thì để làm sashimi rất ngon. Được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, 13 con rồi. Một đôi đó. Ôi. Ôi lại lên một lên một đôi bay dưới bọn con à. Câu cái bống đục này vui thật đấy, liên tục. Thả xuống là giật. Mua cho đội thợ câu này. Chào các bác nha. Dũng chuyên đầu bếp. Đang ăn rất nhiều chỗ này nè. Ngay đầu cần em ra tí này. Nó tự nôi vào. Đúng đầu tiên. Nó tự cái này nó ăn đàn nó ham lắm. Cá là dính liên tục nhá. À, đấy, lại lên con nữa. Con này con gì đấy? Cháp con. Cháp cháp, cháp nhỏ. Không? À nhì nhằng lắm, nhì nhằng lắm. Nhì nhằng lắm. Ôi con... giời ơi. Cũng đục to nha. Con này anh hai của anh. Con này bé hơn. Con kia vẫn anh cả. Nhì nhằng lắm. Nhì nhằng lắm. Nhì nhằng lắm. Nguyên lại lên luôn. Đấy. Nguyên lại lên tiếp. Nguyên tức nữa là nhá. Nhì nhằng lắm. Con này bé. Cá lên liên tục. Con này bé. Đấy, thưa các bạn là câu cái này nó rất sướng. Như kiểu đi lại tuổi thơ, cái trò ngày xưa đi câu cá lòng tong cân cấn. Cái mất rồi. Ô, câu được cả cá sơn rồi. Cá móm. Dính móm à? Ừ, đấy thấy không? Đấy, đấy. Cảm nhận thấy tốt. Cá móm thì cá này nói. Đây là con cá móm này nó phá kinh. À, con này nó bảo nó phá thì đừng nói bóng đục thì bạn này nó. À, Toán có ra chơi thử ấy. Ừ. Đây, em nhường cái thẻo này cho anh chơi. Đó đầu này em đi chơi bộ môn khác. Izo à? Em Izo hoặc là em lua. Không gọi bóng đục. Màu rất đục 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 đục. Con bống đục là cái mồm nó rất bé nhá, con mồi mắt nó thật bé. Thế mà nuốt chửng lưỡi luôn. Ôi giời, dính cá rồi, nó lên bống đục rồi. Đấy. Cao thủ lão làng. Thế. Dũng này lại thể hiện món tiết canh. Đây bữa cơm ở vùng biển này. Đây cái này là cá đối cũng cá tháo ở đầm đây. Ngon không? Đây là món cá đối luộc mẻ. Cá đối này thì nó không ăn mùi lua. Nó theo nước nó trôi ra ngoài, nước ra ngoài cống. Không phải tôi mà cứ hỏi thăm tôi nữa, thân. Không kéo gọi cứ làm cả. Không ăn luộc. Tôm này tôm gì nhỉ? Tôm này tôm ở đây gọi là tôm, ở đây gọi là tôm rác. Nhưng mà tôm này là tôm tự nhiên hoàn toàn 100%, không nuôi không gì hết. Tôm này mới là ngon. Cái này mà xiên que nướng thì thôi. Tôi chụp cho
chị ơi chị, sao cũng được chị. Chú Thuật ơi, không ý kiến gì nữa nhá. Này, chúc sức khỏe tất cả anh em nhá. Và chị nhá. Thuật. Tạm mời nhau tay nhỉ. Đang uống chán rồi tí nói gì nói nhá. Và chị, đi uống đi. Bữa cơm đạm bạc ở vùng ven biển. Đấy. Ấy chà. Còn nó vẫn ngon. Hết chưa? Vậy. Nếu cái đầu mà không hết thì ai đi đấy. Không, không đinh một cái cơ. Thôi thôi. Sao lại còn chơi vậy? Nhiều nhà tí vậy thôi. Mang kia. Đây là món cá đối hấp mẻ này. Cái họ mình có vậy thì cái mình ngon không? Đố này toàn bộ đồ trứng nhé. Cái này để đây này. Bụng con trứng này. Cá đối thì nó không ăn mùi lua. Con này nó như là cá ăn mùi bột đó. Ăn những kiểu tảo ra mùi những cái đất ra dây thầm. Đây đây. Không chua nhiệt không? Ăn chua nhiệt anh ăn ăn chưa? Ông vào ông ăn đi coi. Đồ trứng. Không phải là kiểm nghiệm sau. Còn đấy đúng là phụ huynh ạ. Cháu. Cá đối luộc mẻ. Luộc mẻ. Cá ngon thật. Ngon, ăn chấm với cái này luộc mẻ ngon lắm. Ngoài coi là vòng 2. Vâng, lượt về. Đi lượt về. Lượt về nhá. Anh Tuấn anh người sư phụ ngon à. Mẹ cũng giả vờ gấu rốt. Cá đối nướng này. Cá đối nướng. Cá đối nướng nhầm là cũng như lá mơ. Tránh chất sinh rồi. Cá đối nướng. Anh Nguyên gạn cho anh Toán ra. Tránh chất sinh. Từ đây tránh sát sinh đấy em 50 thôi nhá. Anh xin 50 chấp còn công cả. Nó tính được nhưng mà muốn sát sinh thì mình không rồi, giảm. Anh nhà mình thì đã giao lưu rồi. Cái chuyện này rồi thì trưa nay anh nhà mình lại giao lưu lại. Ok. Rồi, sức khỏe anh. Chưa cho em nhiều. Cá lối trứng toàn trứng và trứng cá đối này. Chấm cá ngon luôn. Chụp đi tí báo cáo với chú. Đó ông trường. Món cá đối nướng. Cá đối nướng này thì cuốn lại lá mơ. Đây. Đây, chú với anh nhé. Lá mơ này. Cho mời riêng anh Toàn. Lá mơ. Nào uống với đầu bếp Dũng cái nào. Đâu à? Đầu bếp Dũng đen. Dũng đen. Không, không đen đâu. Châu Phi. Châu Phi à. Rồi chúc sức khỏe. Năm nay nó người nước ngoài đồ ăn rất ngon. Vâng. Ở Nam Định là nổi tiếng với món cá nướng úp như đất. Chính xác, ngày xưa cá nướng chấu, cá nướng úp. Lúc nào các bác về đây câu cho em cũng nướng úp chấu rồi anh à. Ừ, ok. Thôi thì câu được cái là úp chấu được. Úp chấu đến chiều đêm bắt đầu bỏ ra. Nó ăn quá đây à. Uống cửa cá rồi. Tôi nói cho ông mất. Đóng đâu rồi đấy. Con cá lối nó chỉ to bằng này, chứ không to hơn. Anh ơi, không, nó có lại lối khác. Có những con đối nó to bằng này. Con đối đấy là con đối mục. Đối mục. Nó to bằng như này đấy con mà em đăng lên ảnh ấy, em bắt ba con ấy. Đối mục. Cái dòng đấy làm sashimi rất ngon. Ừ. Cái xương này nướng nó như cái đồ cá đóng. Nó đóng luôn. Nó đóng luôn. Cái mỡ ơi nhìn đi. Làm gì đóng luôn cái ông này mỡ vàng. Đúng. Quá ngon luôn. Thế thôi. Bóc con cá đối ra quá ngon luôn. Cuộc sống ở đây nó gọi là cuộc sống an nhàn nhất. Ở đây cuộc sống nó cảm giác nó đơn giản. Những món ăn dân dã có tuyệt vời. Cực kỳ ngon luôn, là lần đầu tiên tôi được thưởng thức cái món này. Nhưng mà quả thật là rất là ngon. Béo có mình vậy. Bình lề. Xương mềm. Đây mình có nhìn cái bát nữa rồi. Đúng rồi, đã mời ông rồi đúng không? Nếu đồng chí gì tôi Khang ạ. À? Tí thì mà làm được món này rất là ngon. Quá là ngon luôn. Hay là thiếu chân. Cá đối chân. Tới tay này tiếp tục. Những úp niêu chấu. Niêu trong vùi chấu. Này. Cho chân bơi nó chứ làm thực đang ở cái vấn đề là này cá tôm. Đấy. Ngon thật. Nó mùi vàng nó hay là. Phải nói là quá là ngon. Đấy, anh em mình quay đầu quay cho nhau. Con nhà này đây là nguyên nháy nhá. Cũng như món ăn đồng quê và cũng là tuyệt vời. Nguyên nháy. Anh quả Dũng đen. Đây Dũng đen đây. Lần đầu tiên tôi thưởng thức những cái này nhưng mà cảm thấy ngon. Anh em xin đôi. Đây. Thế đây nữa. Cá này cá đối trứng nó toàn trứng thôi. Ngon lắm. Nó ngon. Trứng nó rất ngon. Êm này nó mới ngon. Đưa mấy mốc của quán không chặt. Nó dai và ngọt. Nó hay quên đấy. Món cá đối nướng ngon. Lắm rồi, trời đã về chiều rồi anh em. Tôi xin chia tay tạm biệt mọi người và hẹn mọi người trong một hành trình tiếp theo nhé.